Thưa quý vị và các bạn, trước đây chúng tôi từng phản ánh việc thi công dự án đường DH15 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm phát sinh vướng mắc hy hữu là dưới nền đường có hàng chục nghìn mét khối rác thải được tích tụ gần 40 năm của làng nghề tái chế nhựa Minh Khai. Sau khi đơn vị nhà thầu phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xử lý lượng rác tồn đọng này, thì nay lại xuất hiện tình trạng người dân tiếp tục mang rác thải sản xuất ra đổ vào công trường. Bên cạnh đó, mặt bằng thi công một số đoạn vẫn chưa được giải phóng, khiến nguy cơ chậm tiến độ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Những bao tải chứa rác mới vừa được đem vứt ra điểm thi công này. Lượng rác được bốc lên dưới nền đường chưa được vận chuyển xử lý hết thì lại phát sinh hàng trăm mét khối rác mới. Không chỉ vị trí này, tại vị trí khác cũng có tình trạng tương tự. Câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm để xảy ra tình trạng này thuộc về ai và ai sẽ phải chi trả tiền xử lý cho lượng rác tiếp tục phát sinh này. Không chỉ xả rác, một số hộ còn ngang nhiên tập kết một lượng lớn hàng hóa trên mặt bằng thi công của nhà thầu. Cảm thấy là rất vẫn còn vô ý thức, người ta đến đằng chỗ khu bãi rác kia là người ta thu mất tiền, mà đỡ đằng này thì là người ta vứt tranh thủ được, quay là tí nào vì nó cũng chỉ là ít một bao hai bao nhưng mà nhiều nhỏ góp lại thành to. Cầu Nam Đuống rộng 24m cơ bản đã thi công xong nhưng chưa thể kết nối với đường do vướng mặt bằng liên quan đến dự án làng nghề của công ty 319. Phần thi công liên quan đến kênh Nam Đuống trên địa bàn huyện Văn Lâm nhưng lại thuộc sự quản lý của công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống ở tỉnh Bắc Ninh nên các hồ sơ thủ tục cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay vẫn còn khoảng 50% mặt bằng chưa được bàn giao. Làm qua làng khoai cái khu Minh Khai này thì phải nói rằng là rất là khó khăn, phải nói là rất là khoai, rất là bất cập nhiều thứ theo cái tiến triển như này mà không có cái biện pháp triệt để thì chắc chắn là cái khối lượng rác nó còn phát sinh rất nhiều. Cũng mong là các cơ quan chuyên môn và chính quyền có cái hướng xử lý. Chứ chúng tôi thì cũng đang chưa biết cách phải xử lý như nào. Nếu mà không có cái hướng xử lý sớm thì đương nhiên là không thể đáp ứng được cái tiến độ đề ra. Đường DH15 được quy hoạch là một trong ba trục dọc trong bố trí không gian phát triển của đô thị Văn Lâm. Dự án đoạn từ quốc lộ 5 đến cụm công nghiệp Minh Khai dài gần 1,5 km cũng là trục trung tâm của vùng lõi đô thị loại 3 với nền đường rộng từ 22 đến 27 mét, xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Dự án có tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh là 100 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu cho biết, kế hoạch là đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, với những khó khăn vướng mắc như hiện nay, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ.